Chị Cánh Tiên rất vui được gặp lại các bạn nhỏ. Như đã hẹn, hôm nay chị giới thiệu đến các em một bộ đồ chơi mới vô cùng lộng lẫy. Đó chính là phòng tắm giấc mơ nhỏ. Mà trong đó thì có búp bê Barbie đang ngồi trong một cái bồn tắm màu trắng. Và bên cạnh thì gồm có một bạn búp bê nhỏ xinh nữa. Và tất cả những cái đồ để cho búp bê có thể tắm được, giống như là máy sấy tóc, dầu gội đầu, khăn tắm và ca múc nước. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhìn thấy một bộ váy mới đẹp lộng lẫy hơn là cái bộ mà búp bê Barbie đang mặc hiện nay. Và sau khi chị tắm xong cho búp bê Barbie thì chị sẽ mặc cho búp bê Barbie cái bộ váy mới này. Các em cùng chờ xem nhé. Bên cạnh thì có cái bạn nhỏ búp bê đang ngồi ở trên ghế toilet. Đằng sau cái hộp đồ chơi này nó có thể phóng chi tiết rõ ràng hơn. Bên này cũng thế. Phía trên nắp có một cái tay cầm để chúng ta có thể lưu động đi lại dễ dàng. Bây giờ chị sẽ mở hộp đồ chơi này. Các em cùng chờ xem những cái đồ vật bên trong chị sẽ mang ra như thế nào nhé. Chị dùng một con dao chổ cắt cái băng dính ra. Đây. Hơi khó lấy ra một chút. Cả phòng tắm luôn. Các em có thể nhìn thấy là đây chính là cái mô hình phòng tắm mà cái hộp đồ chơi này nó thiết kế riêng cho búp bê Barbie. Chúng ta có nên gỡ hết những cái này ra không nhỉ? Chị nghĩ là có đấy. Gỡ hết ra thì chúng ta có thể là thay quần áo, tại vì ở đây mọi người dán băng keo rất là chặt. Chị sẽ cắt băng keo trói buộc cái bạn búp bê Barbie này ra. Thương quá. Nhấc ra nào. Wow. Chúng ta cùng xem nhé. Đây là cái bồn tắm dành riêng cho búp bê Barbie. Vẫn còn đính ở cái váy bạn ấy một cái nút thắt nữa. Chúng ta sẽ dỡ hết ra. Các em có thể thấy được là búp bê Barbie đang mặc bộ giống như là cái khăn quấn của khăn tắm. Cũng rất là điệu đà. Cả tóc của búp bê Barbie cũng đang bị thắt vào. Chúng ta cũng cần phải cởi ra cho bạn để cho bạn thấy thoải mái hơn. Búp bê Barbie có mái tóc vàng xen lẫn màu hồng rất là lộng lẫy, rực rỡ luôn. Chúng ta sẽ xin chào các bạn, mình là búp bê Barbie. Mình rất vui được gặp lại các bạn nhỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tắm cho mình nhé. Barbie có thể tự động được cả khớp chân khớp tay các em nhé. Và đây là bồn tắm của búp bê Barbie. Ở dưới này có nút tháo lắp để có thể cho pin vào. Chị cũng chưa rõ là sau khi mà có pin thì nó sẽ có cái gì nữa. Một lát nữa chị sẽ làm luôn để các em xem nhé. Đây là cái để có thể ấn để cho nước nó chảy ra. Đây, đây búp bê Barbie tạm thời ngồi vào đây trước đã nha. Để chị kiểm tra tiếp theo là gồm có những gì nào. Đây là tất cả những cái đồ để búp bê Barbie có thể tắm được. Thứ nhất là máy sấy tóc này. Thứ hai là xà phòng. Ba là dầu gội đầu. Đây là bình xịt. Và đây cũng là xà bông tắm. Một cái ca múc nước và một cái khăn tắm. Cái này cũng cần phải tháo ra. Chị sẽ tháo ra ngay bây giờ. Ok, tất cả đồ này rất là xinh xắn. Chúng ta cùng xem. Đây là cái bình xịt để búp bê Barbie có thể tưới cây hoặc là xịt vào bất cứ chỗ nào mà bạn ấy thích. Đây là cái giá để đựng những cái đồ này khi mà tắm. Chúng ta sẽ đặt những cái đồ này lên. Đây là khăn tắm của búp bê Barbie, chị để trên cái bồn tắm này trước nhé. Này, chị em mình sẽ đặt thử lên đồ lên đây. Đây là xà phòng này. Nhìn hình chiếc lá rất là đẹp mắt. Ca uống nước để có thể uống nước hoặc là đánh răng, hoặc là múc để đổ lên người. Để vào chỗ này. Đây là cái máy sấy tóc đúng không? Trong nữa chúng ta sẽ sấy tóc cho búp bê Barbie.
Khi búp bê Barbie tắm xong thì tóc bị ướt, chúng ta sẽ sấy tóc cho bạn đi nhé. Hai cái lọ này thì chắc là một lọ dầu tắm và một lọ dầu gội đầu. Đây là sữa tắm và đây là dầu gội đầu các em nhé. Và đây là cái bộ váy của búp bê Barbie, chị sẽ lấy ra. Đây cũng cần phải cắt ra, đằng sau cũng lại còn một cái nút nữa mà rất khó nhìn. Đấy, chị không phát hiện ra được. Các em hãy nhìn nhé. Rồi, chị đã lấy được rồi. Đấy là tất cả là hết rồi. Chúng ta sẽ để cái mô hình tắm ở đằng sau này nhìn cho nó đẹp mắt. Và đây là bộ váy sau khi mà tắm xong. Sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ thay cho búp bê Barbie. Bây giờ chúng ta cần phải tắm cho bạn ấy đã. Đây chỉ là bộ váy. Mình cứ để ở gần cái ngôi nhà này đã nha, gần cái bồn tắm này cho nó đẹp đã nhá. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tắm cho búp bê Barbie. Trước tiên chị sẽ để búp bê Barbie ngồi ra ngoài để chị thử tháo lắp cái pin này xem như thế nào. Sau khi mà chị đã lắp xong pin ở dưới này rồi thì chị sẽ bắt đầu là đổ nước vào cái bồn tắm này nhá. Chị đã chuẩn bị sẵn một ít nước và chị đổ gần đầy cái bồn tắm này. Chúng ta sẽ pha nước tắm cho baby. Baby ngồi đợi chị nhé. Chị sẽ pha nước tắm và chị sẽ cho baby tắm. Các em sẽ xem là nước đã vừa chưa nào. Wow. Đấy. Ấm vừa phải rồi các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cởi quần áo để tắm cho baby. Hay là baby xấu hổ không chịu cởi quần áo nhỉ? Hôm nay baby không muốn cởi quần áo trước mặt các bạn đâu. Baby xấu hổ lắm. Cho nên Barbie sẽ mặc luôn cả bộ quần áo này nhé. Bộ váy này Barbie tắm luôn cho Barbie. Chứ không để các bạn ở đây, Barbie xấu hổ lắm. Rồi, ok. Đây là ví Barbie thôi. Chị sẽ chiều theo Barbie nhé. Cho Barbie ngồi vào bồn tắm nào. Chúng ta sẽ có một chút dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Để bôi lên tóc cho Barbie. Để Barbie gội đầu nhé Barbie nhé. Để cho tóc Barbie thật là óng mượt hơn. Và đây là sữa tắm. Chị sẽ bôi hết lên người cho Barbie nào. Để Barbie xoa sữa tắm nha Barbie nha. Hôm nay Barbie phải tắm thật là đẹp để Barbie còn đón năm mới chứ. Sắp đến Tết rồi, Barbie mong đến Tết lắm. Chị sẽ lấy một chút sữa tắm thật, chị bôi vào đây. Giống như là trong cái hình mô tả nha các bạn nha. Để tắm cho chúng ta sẽ cùng tắm cho Barbie luôn. Đây, cho Barbie tắm gội thơm tho sạch sẽ nha các bạn nha. Các bạn nhỏ ơi, đợi Barbie tắm xong, Barbie mặc quần áo mới, rồi Barbie sẽ đi chơi nha. Cả tóc nữa nha. Tóc chúng ta sẽ tắm cả cho Barbie. Chúng ta sẽ lấy cái khăn này bôi lên tóc Barbie để cho Barbie, tóc Barbie thật là óng mượt hơn. Barbie thích quá, Barbie rất là thích tắm. Barbie lúc nào cũng chỉ thích là được ngồi trong bồn tắm này, rất là mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho. Mọi người sẽ khen Barbie, ai đi qua cũng sẽ dễ chịu với Barbie. Ôi, tắm thích quá, tắm vui quá. Barbie xả nước nha. Ôi, thích quá, dễ chịu quá. Các bạn ơi, Barbie đang tắm dễ chịu quá. Barbie xả nước nào. Bắt tóc ở đằng trước xả cho dễ nha. Đây, xả cả lên đầu luôn, gội đầu luôn. Dễ chịu quá. Các bạn nhỏ có thích tắm không? Các bạn nhỏ trước khi chào đón năm mới và đêm giao thừa chúng ta sẽ cùng tắm để cho người chúng ta sẽ thật là sạch sẽ chào đón một năm mới sạch sẽ vui tươi. Sẽ có nhiều điểm may mắn đến với chúng ta hơn đấy. Barbie còn thích nằm cả da tắm cơ các bạn ạ. Barbie còn thích nằm cả da tắm như thế này này. Đấy. Wow, nước mát quá. Nước tưới vào mặt Barbie, Barbie thấy dễ chịu quá. Hôm nay người Barbie hơi bẩn một chút cho nên Barbie tắm hơi lâu các bạn nhé. Mình thích tắm quá. Nước thật là mát mẻ. Barbie sẽ lấy cả cái can nước để dội lên người nữa các bạn nhé. Can nước đây, dội lên người. Dội lên chân, cho đôi chân nó trắng trẻo. Dội cả lên chân, dội cả lên tay các bạn nhé. Pha nước, múc nước này, múc nước này. Barbie sẽ pha cả xà phòng thơm lên người Barbie nữa cơ. Đây, Barbie sẽ xoa xà phòng thơm lên người Barbie để cho người Barbie thật là sạch sẽ, thơm tho. Barbie đây, Barbie đang xoa xà phòng thơm lên người đây. Xong Barbie lấy khăn để Barbie lau hết cả người để cho xà phòng nó đều lên khắp người Barbie nhá. Bàn chân này,
bàn tay này, rửa mặt này, Barbie rửa mặt, Barbie tráng lại nước là xong rồi. Đấy, Barbie sẽ tráng lại để cho là hết bọt xà phòng trên người Barbie nhé các bạn nhé. Đây, cho tóc nó ướt cho hết nào. Thật là tuyệt vời. Wow. Ôi, Barbie xong rồi. Barbie xong rồi, bây giờ Barbie sẽ thay quần áo mới. Các bạn nhỏ đợi Barbie một lát nha. Barbie đi vào phòng kín để Barbie thay quần áo nhé. Barbie sẽ thay áo váy mới để đi chơi xuân. Các bạn nhỏ đợi Barbie một chút nha, đừng đi trước Barbie nha. Các bạn nhỏ ơi, Barbie đã tắm xong rồi. Bây giờ Barbie sẽ sấy tóc để còn đi chơi với các bạn nhỏ nhé. Mùa xuân đang tới gần, Barbie muốn đi chơi lắm rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng sấy tóc nào. Rồi, Barbie đang sấy tóc dễ chịu quá. Tóc Barbie hơi ướt một chút cho nên Barbie cần phải sấy tóc. Barbie thay quần áo mới rồi đấy. Các bạn nhỏ thấy Barbie của bộ váy này có đẹp không? Bộ váy màu hồng, màu của cánh hoa đào rất là hợp với mùa xuân này đấy. Barbie đang sấy tóc nào. Tóc Barbie sắp khô rồi. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình đã tắm xong rồi và mình đã gội đầu sạch sẽ. Tóc mình đã rất là mượt mà và khô rồi. Bây giờ mình sẽ đi đón giao thừa, chào mùa xuân mới. Mình rất là háo hức đấy. Nào, em búp bê ơi, đi chơi cùng chị nhá. Hai chị em mình sẽ dắt tay nhau đi chơi nhá. Chúng mình đi đây, chào các bạn. Búp bê bye 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 các bạn nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở năm mới. Chúc mừng các bạn, chúc mừng năm mới nha. Happy New Year, chúng mình đi đây. Goodbye, Happy New Year. Video của chị Cánh Tiên đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thích thì hãy nhấn like và chia sẻ với bạn bè nhé. Đừng quên đăng ký ngay Cánh Tiên để đón xem video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em.